Thì anh Huyền Thanh có câu hỏi như sau. Xin chào Phong Thủy Tam Nguyên, tôi sinh năm 1986 Bính Dần, vợ tôi sinh năm 1989 Kỷ Tỵ, con trai sinh năm 2013 Quý Tỵ. Tôi có dự định xây nhà năm 2020 Canh Tý. Mảnh đất tôi dự tính xây nhà thì có hai mặt tiền là hướng Đông Bắc 62 độ và hướng Tây Bắc 330 độ. Xin hỏi Phong Thủy Tam Nguyên tư vấn chọn hướng nào xây dựng tốt trong năm 2020? Và thêm một ý nữa là nếu như tôi xây nhà ngược hướng với toàn bộ các nhà khác ở trong khu với tôi thì có ảnh hưởng gì không ạ? Xin cảm ơn Phong Thủy Tam Nguyên. Thì rất là cảm ơn anh Huyền Thanh đã đặt câu hỏi về sau Phong Thủy Tam Nguyên cũng giống như là kênh tư vấn phong thủy. Và với cái câu hỏi này thì xin nhờ anh Đức Trung đó là giải đáp với anh Huyền Thanh để anh nắm bắt được cái ý định của mình trong năm 2020. Vâng. Cảm ơn anh Long. Xin chào anh Huyền Thanh, cảm ơn anh đặt câu hỏi đến với Phong Thủy Tam Nguyên. Thông qua cái phần câu hỏi của anh thì cũng cảm ơn anh bởi vì nó khá rõ thông tin, bao gồm ít nhất là bao gồm là cái độ số của hướng nhà. Ở đây thì anh cũng trao đổi đó là gia đình anh bao gồm các thành viên tuổi là 1986 Bính Dần là tuổi anh, vợ anh là 1989 Kỷ Tỵ và con trai là 2013 Quý Tỵ. Anh có hai cái hướng mặt tiền có thể xây dựng được, đó là hướng Đông Bắc 62 độ và hướng Tây Bắc là 330 độ. Thì ở đây rằng là năm 2020 thì anh muốn xây nhà để đắn đo là không biết là xây cái hướng nào, đúng không ạ? Thì cũng trao đổi với anh luôn liên quan đến cái việc đó là xét theo định long của tam hợp phái của chúng tôi thì đối với tuổi các thành viên gia đình anh bao gồm là 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ và 2013 là Quý Tỵ, thì đối với nhà của anh có hướng Đông Bắc hoặc là hướng Tây Bắc như này thì nếu xét về lập hướng mà hướng vượng thì cái hướng Tây Bắc này nó sẽ khá vượng long với lại tuổi của vợ anh và con anh, tức là 1989 Kỷ Tỵ và 2013 là Quý Tỵ. Đối với tuổi của anh 1986 Bính Dần, xét theo định long tam hợp phái anh có thể lựa chọn cái hướng Đông Nam hoặc hướng Tây Nam làm nơi cư ngụ thì nó sẽ khá là tốt, đặc biệt là cái hướng là hướng Tây Nam. Đấy. Ở đây là hướng nhà anh là hướng Đông Bắc 62 độ, tức là xét theo la bàn 24 sơn hướng thì tức là tọa thân và hướng dần. Đối với hướng Tây Bắc là 330 độ thì tức là tọa tỵ và hướng hợi. Thì ở đây rằng là với câu chuyện rằng là nhà anh chỉ lập hướng được hai hướng trên thôi thì nếu như năm 2020 chúng ta làm ạ, với hai hướng trên thì khuyên anh rằng là anh có thể động thổ vào cái hướng là hướng Đông Bắc thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ tốt hơn. Cái hướng Đông Bắc cụ thể là tọa thân hướng dần năm 2020 anh khai sơ lập hướng nó sẽ tốt hơn là hướng Tây Bắc 330 độ. Bởi nếu như hướng Tây Bắc 330 độ tức là tọa tỵ hướng hợi, năm 2019 đây là hướng Thái Tuế thì không có làm được. Năm 2020 thì đây lại là hướng mà phạm phải tam sát, bởi tam sát năm 2020 thân tí tiền tam hợp thì tam sát đến ba phương là tị ngọ mùi, do vậy anh xây cái nhà tọa tị hướng hợi thì nó phạm vào tam sát, phạm vào một trong năm yếu tố sát sát rất lớn và không có động thổ được với cái nhà. Khi mà tham gia khóa học cái tài lộc đều có thầy Tam Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc, nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294. Tọa tị hướng hợi này, cho nên rằng là nếu 2020 anh vẫn phải làm thì khuyên anh rằng là lên làm hướng tọa Tây Nam và hướng Đông Bắc, cụ thể là tọa thân hướng dần 62 độ thì anh làm hướng này nó sẽ tốt hơn. Và cái tháng nào mà có thể triển khai được cái hướng Đông Bắc này ạ thì anh có thể triển khai vào một trong các cái tháng, đó là tháng 4 hoặc là tháng 9 âm lịch, đây là những cái tháng vượng để mà anh triển khai động thổ với cái nhà hướng Đông Bắc năm 2020 Canh Tý. Tuy nhiên một điều là ở đây chúng tôi xét trên yếu tố về lý thuyết là như thế, nhưng cái việc là hướng Đông Bắc của anh 62 độ có làm được hay không và cái cách cục đất đấy nó có đẹp hay không thì chúng ta phải đi khảo sát thực tế thì mới ra được, đúng không ạ? Tại vì rằng là làm nhà thì chúng ta phải căn cứ theo thế đất thế đường làm cho nó đẹp, đúng không? Ở đây anh bảo rằng là thêm một ý nữa là nếu như nhà tôi xây ngược hướng với toàn bộ các nhà khác trong khu vực thì có ảnh hưởng gì không ạ? Cái thứ nhất là xét về ảnh hưởng về phong thủy chúng ta chưa có phán đoán được, ở đây cái việc này phải đi khảo sát, nhưng xét về yếu tố về quy hoạch thẩm mỹ thì cũng xin thưa với anh luôn thì trông nó rất là buồn cười, đúng không? Cả một khu phố người ta xây cái mặt tiền hướng ra ngoài, tự dưng bây giờ mình chỏng cái nhà mình ra thì nó cũng rất là buồn cười lắm, đúng không ạ? Mặc dù là lấy hướng. Thế cho nên rằng là để mà được hướng hay không như thế thì chúng ta cần phải đi khảo sát thì nó mới tốt được. Tức là yếu tố về quy hoạch, về tổng thể, về cách cục, về địa thế, về bố trí tọa và hướng ngôi nhà, xếp theo cái không gian văn hóa xung quanh, cái quy hoạch tổng thể xung quanh nó có được tốt hay không, thế đường thế đất nó có đẹp hay không thì chúng ta phải đi khảo sát cụ thể ra được. Còn nếu như xây cái hướng Đông Bắc 62 độ mà nó đẹp cả hình thế đất, nó đẹp cả cách cục đường, sân vườn các thứ nó vuông vắn thì tốt quá, đúng không ạ? Thì anh xây cái nhà hướng Đông Bắc năm 2020 thì nó sẽ tốt hơn. Hướng Tây Bắc thì năm 2020 không có vượng thì để sang hẳn năm 2021 và các năm sau chúng ta xét tiếp. Còn nếu như có một cái cơ hội khác mà anh lựa chọn một trạch đất khác để mà anh làm ấy, thì khuyên anh chọn hướng Tây Nam hoặc hướng Đông Nam để anh làm thì nó tốt hơn. Tiện ở đây thì cũng trao đổi với anh luôn là hướng Đông Nam và hướng Tây Nam năm 2020 xây như nào, biết đâu mình làm nhà, mình mua đất, mình mua hướng Tây Nam và hướng Đông Nam mình làm, đúng không? Nếu như anh chọn hướng Tây Nam
thì hướng Tây Nam này có thể lập hướng vào trong năm 2020 với các tháng là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 hoặc là tháng 9 âm lịch. Đấy là những cái tháng mà mình có thể là động thổ xây mới được với cái nhà hướng Tây Nam, tọa Đông Bắc hướng Tây Nam, đấy hướng đến Vượng Long anh. Hoặc là anh chọn cái hướng Đông Bắc, chọn cái hướng Đông Nam. Đông Nam tức là tọa Tây Bắc và hướng Đông Nam tức là ngược lại với cái hướng nhà của anh hiện tại này này. Thì anh cũng có thể là triển khai lập hướng được, tuy nhiên rằng là khuyên anh rằng là sau đồng chí anh hãng làm, hoặc nếu không có vội thì cũng đừng có làm năm 2020 mà để năm khác. Nhưng đấy là hai cái hướng mà vượng hướng với anh là hướng Đông Nam hoặc là hướng Tây Nam. Cái này xét theo định long tam phái của chúng tôi chứ không phải là hướng về sinh khí rồi là thiên niên rồi phục vị rồi là tránh mấy hướng ngũ quỷ hóa hại, chúng tôi không có xét theo quan điểm đấy nhé. Xin thưa với anh Huyền Thanh như vậy và cũng cảm ơn anh đã tin tưởng và đặt câu hỏi đến với Phong Thủy Tâm Nguyên. Chốt lại vấn đề đó là nếu như anh một trong hai hướng này anh xây năm 2020 thì khuyên anh làm hướng Đông Bắc 62 độ. Còn chi tiết cụ thể liên quan cách cục đất, hình thế đất, xây nhà tọa hướng như thế thì nó có được đẹp thẩm mỹ hay không, nó có vấn đề gì không thì chúng tôi cần phải khảo sát thì mới ra được. Thì vui lòng anh liên hệ đến số 1900 292 bấm nhanh số 2 hoặc là đến trực tiếp văn phòng chúng tôi tại Hà Nội, phòng 510 tòa nhà 34T đường Hòa Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội để được hỗ trợ một cách chi tiết nhất. Cảm ơn anh Huyền Thanh. Xin cảm ơn cái lời giải đáp của anh Đức Trung dành cho anh Huyền Thanh. Thì như cái nơi tổng kết của anh Đức Trung, tức là với cái căn nhà của anh gồm hai mặt tiền đó là Đông Bắc và Tây Bắc, thì nếu có làm được trong năm 2020 thì chỉ có hướng Đông Bắc làm được thôi, tại vì cái hướng Tây Bắc của nhà anh thì nó do là tọa vào tam sát thì không làm được. Và cái thứ hai đó là tuổi của các thành viên như thế thì mà anh xây nhà mà ngược hướng như thế thì anh đang tính về cái vấn đề đó là lấy hướng. Nhưng mà cái việc làm nhà của mình quan trọng nhất là hình thế nó phải đẹp và mọi thứ nó phải yếu tố phong thủy, do đó để mà tốt nhất thì anh nên nhờ bên Phong Thủy Tâm Nguyên, đó là đến khảo sát trực tiếp tận nơi, sau đó đưa ra được yếu tố lập hướng. Rất là cảm ơn anh Huyền Thanh về câu hỏi, và đấy cũng là về cái phần chia sẻ của chúng tôi về cái phần câu hỏi của anh. Khi mà tham gia khóa học Kích Tài Lộc đều có thầy Tâm Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc, nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294.